Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ soi tiếp tục một trong những dự án nằm trên top tổng kim ngày hôm nay. Thịnh Sumo, top 8 hôm nay mà. Với 96 mạng và có cho mình 73k điểm và giết NPC 11 và tử vong 39 lần. Và liên chạm được 8. Lần này thì đánh 1k đến tầm này thì cũng có nhiều lần lên top thì khẳng số đồ anh em xem. Nhìn sơ qua thì chắc chắn lần này đang sở hữu mình set 5 hành rồi. Và anh em cùng xem liệu set 5 hành này liệu khắng lôi và hiệu ứng làm chón sẽ như thế nào nha anh em ơi. Đó. Đầu tiên chúng ta để ý đến đó là một cái nón khăn họ 19 chống 30, sinh lực 136 khá binh dành cho set 5 hành này. Một sinh lực khá đẹp dành cho đang. Và đi kèm với một cái vũ khí khá đẹp luôn. 19 30 lại là sinh lực 122 và sinh lực 122 và chón khăn họ khá đều. Có như mình là lượng khăn họ và chón 60. Chắc chắn phải kèm với một cái món nào đó nữa rồi. Một món nào chón nữa không? Đó, đó. Kèm theo với một cái nhẫn chón 20. Thì ạc này đang có cho mình 80 chón này em ơi. Với hiệu ứng 80 chón và sinh lực khá đều. Và ở cái nhẫn này sinh lực 140. Đó, vỏ đan với sinh lực rất là đều. Nếu mà sẽ năm hành và sinh lực cao như thế này thì sợ là anh em nên chơi năm hành, nó vẫn tốt hơn. Rồi, kèm với một áo 40, sinh lực 155. Sinh lực anh em thấy rồi, vỏ đan sinh lực cái này thì quá chất luôn. Một gia truyền kháng cả 12-11 cũng bình thường không có sinh lực. Một cái tay làm 140, sinh lực 105. Sinh lực động lực khá đẹp, khá đều. Làm 140 thì tính sơ qua chắc chắn hàng này sẽ có cho mình là 40 làm chậm và 80 chón như nào. Và lượng khăn lo anh em cùng xem thử như thế nào. Khăn lo đang có cho mình 19 khăn lo từ nhẫn trên. Và một cái đôi giày khăn lo 24. Và một cái ấn khăn lo. Đó anh em, thực sự quá đẹp. Một ấn khăn lo anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi, một ấn khăn lo 23. Với một cái dây truyền kháng cao 12 này thì tại là đợt này đang có cho mình 19, 12 là 31. 31 kèm với cái này là 24 nữa là khăn lôi lên được 55. 55 kèm với cái này nữa thì ạc này lên đến cho mình 80 khăn lôi nha mọi người. Đó, 80 khăn lôi và full hiệu ứng đó là 80 chón. Đó, lượng sinh lực khá đẹp và lượng khăn hỏa khá cao. 25, 19, 19. Ôi, lượng khăn hỏa này đẹp gơ luôn ta. 19, 19 là 38. 38 kèm cái này là 28, 28 kèm 15 nữa là quá gơ. 58 lượng khăn hỏa là đến gần 80 khăn hỏa. Quá đẹp, 38, 38 như này thực sự là quá đẹp này mà. 63 kèm cái này là 75 khăn hỏa, vừa tròn 75 khăn hỏa luôn, quá binh luôn. Kèm với một kháng cảnh 5 nữa, khăn hỏa là được 80. Ngọc bòi cũng đẹp luôn, sinh lực 155, 51 chứ. Nói chung đã đi sẽ năm hành thực sự như thế này là quá đẹp anh em ơi. Năm hành mà sinh lực cứ nó đẹp sao. Cứ 10 trở lên như thế này thực sự giờ đang quá trâu luôn. Nhẫn này hơi xấu thôi. Xem được cái nhẫn đẹp đẹp hơn thay vàng là quá đẹp. Anh em. Đó. Ờ anh Long hôm nay đang top 2 mà nhảy xuống top dưới mất uổng quá. Đó nè, thực sự cái này lượng sinh lực khá đẹp luôn anh em ơi. Đôi giày thì sinh lực chưa đẹp thôi. Còn cái nhẫn này cũng vậy, sinh lực chưa đẹp thôi nhưng mà bù lại đôi giày này khá ok nha. Có thêm cái ấn khăn lo này quá chuẩn luôn anh em ơi. Thực sự ạc này thì kháng lôi khá ok luôn. Lượng kháng họ 8x, kháng lôi 8x. Đó, kèm với 40 làm chậm. Sinh lực lực đều, cứ món nào cũng trên 100, món nào cũng trên 100. Khá là trâu, đâu nói thì ạc giao đăng này khá là trâu. Xét năm hành thì nên đi như thế này là quá chuẩn rồi mà. Nhiều anh em bảo là xét năm hành xong đi chuyển hóa sát thương. Thực sự là ở server này thì muốn có chuyển hóa sát thương thì lại không có kháng. Mà muốn có kháng cao thì lại không có chuyển hóa sát thương nha mọi người. Tại vì là đồ nó rất là hiếm luôn nè. Nhiều anh em bảo là nên chuẩn theo set năm hành nhưng mà phải có chuyển hóa sát thương, đó là chính xác không cãi rồi. Nhưng mà nếu mà có chuyển hóa thì lại không có không có kháng cao nè, còn có kháng cao thì lại không có chuyển hóa đó. Thực sự là kiểu này quá ngon luôn em ơi. Khải có soi và nhiều set rồi, những set năm hành mà máu mè như thế này thì sự quá chắc nè. Rồi anh em xem video đừng quên để lại cho Thịnh Sumo cũng như là video của Khải một like đăng ký ủng hộ chơi nha em ơi. Và sau đây tiếp theo những video tiếp theo thì Khải sẽ soi những cao thủ tiếp theo cho anh em xem sâu nha. Đừng quên thích cao thủ nào thì cùng nhau comment cũng như là cho Khải biết thử nên soi cao thủ nào Khải cho anh em xem nhé.